Ngày 30 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký quyết định số 2795 QĐ-BCT ban hành chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành công thương đến năm 2030. Để tổ chức triển khai chiến lược này, mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với các viện nghiên cứu trong ngành công thương nhằm đánh giá kết quả hoạt động của các viện trong giai đoạn vừa qua, tăng cường vai trò và đóng góp của các viện trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược và yêu cầu tái cơ cấu ngành công thương. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các viện trong việc nghiên cứu, tư vấn chính sách và hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế và thách thức về hoạt động của các viện trong giai đoạn hiện nay. Bộ trưởng đã đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm mà các viện cần ưu tiên triển khai trong giai đoạn tới đây nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh và vai trò của viện nghiên cứu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương, hiện thực hóa các nhiệm vụ trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành công thương giai đoạn đến năm 2030. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị của Bộ Công Thương đã trình bày những hoạt động đã, đang và tiếp tục phối hợp với các viện trong công tác xây dựng các quy hoạch ngành, các văn bản quy phạm pháp luật, qua đó góp phần nâng cao vai trò của các viện nghiên cứu trong công tác thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương.